món này ở chỗ mọi người gọi là sò gì, chứ chỗ mình nó gọi là sò lụa. Nói thèm, nếu ông chồng làm cho món sò lụa xào rau thơm, nhưng mà lại không biết ăn rau thơm nên chân rau canh như chung gì đó. Dạ, tâm sự chuyện bầu bì chút nha. À, em bé của mọi người á thường mấy đạp và tuần thứ mấy vậy? Em bé của mình á là tuần 15, 16 là mình cảm nhận em bé mấy bé đẹp. Mà mấy bữa nay biết sao không, mình bị gò á. Mà mỗi lần em bé gò và chuyển mình ở trong bụng như vậy á, là không biết mọi người sao chứ mình là mình bị khó thở. Khi mình ngồi thì bình thường, chỉ là khi mà mình nằm mà em bé mà có bụng có gò là mình sẽ bị khó thở. Tuy là mình không phải là lần hai, nhưng mà những cái đợt trước nó cũng xa lần này quá rồi á, chứ lúc đó mình cũng cập bập về cuộc sống vô sinh á, nên chỉ ra là không có để ý lắm. Có nhiều mom nói với mình á là sinh mổ lần hai là em bị đau lắm, không biết chị sao. Thật sự là sinh mổ lần hai mọi người biết không, mình sinh gần như là mổ sống luôn á. Là vậy, sinh mổ lần một á là mình đã dùng thuốc gây tê tủy sống đó, nên lần hai á bác sĩ cũng sử dụng cái gây tê tủy sống đó cho mình luôn, nhưng mà không biết là mình kháng thuốc. Khi mà tưởng là thuốc tê đã ngấm rồi thì bắt đầu phẫu thuật, thì mình mới phát hiện ra là những cái vết gieo đó mình cảm nhận được cơn đau từng vết rạch. Thôi để lần sau kể tiếp, bây giờ ăn thôi. Mời mọi người cùng ăn xào lỗi với mình nha. Xào lụa này á, sau khi mình luộc xong á đi xào với bơ tỏi lên lúc ăn thơm lắm. Thịt của xào lụa nó ngọt ha. Sốt này mà thêm ổ bánh mì nóng giòn nữa thì nhức nách luôn á. Tại xào lụa hôm nay chợ bán con nhỏ chứ con to là mình cho là mỡ hành, nướng mỡ hành thôi. Thấy mất dở mày có cay không? Miếng ớt nó tao bằng xào lụa luôn. Bỏ miếng ớt vô làm màu cho vui vậy thôi. Chứ có ăn cay được đâu. Món này ngon lắm, mọi người làm ăn thử đi.